cách xả stress hiệu quả của người Nhật. Người Nhật rất yêu công việc. Họ coi công việc như là cuộc sống của mình. Họ sống để làm việc, chứ không phải làm việc để sống. Họ chăm chỉ làm việc suốt đời và hạnh phúc khi được đóng góp công sức cho xã hội. Chính điều này đã tạo nên một phong cách chuẩn mực và nổi tiếng trên thế giới của người Nhật. Tuy nhiên, sau một ngày làm việc cực lực, các nhân viên Nhật Bản không ngần ngại tìm các cách xả stress. Họ thường đến các quán bar để chúc bầu tâm sự. Một điểm đến ưa thích khác của họ là các quán karaoke. Tại đây mọi người được thoải mái hát hò, diệt ca hát, thỏa thê, giúp cho họ lấy lại sự cân bằng sau một ngày làm việc vất vả. Và cũng là dịp để họ chia sẻ thông tin, nắm chặt tình bạn, hay củng cố tinh thần đồng đội. Điều gì đã giúp cho họ luôn vững tinh thần trước mệt mỏi và stress trong công việc hàng ngày? Nếu bạn muốn biết điều đó, thì không nên bỏ lỡ 4 cách xả stress của người Nhật. Thứ nhất là massage ngón tay. Người Nhật rất thông minh trong lĩnh vực xả stress. Người Nhật rất thông minh trong mọi lĩnh vực và tâm lý học cũng không ngoại lệ. Để xả stress, họ đã sáng chế ra một phương pháp thư giãn, đó là massage ngón tay. Số lượng dây thần kinh ở đầu ngón tay là cực lớn và mỗi ngón tay là đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau. Chính vì vậy, người Nhật cho rằng cần chăm sóc những ngón tay của mình để có thể cân bằng cảm xúc khi làm việc. Để điều hòa năng lượng và cảm xúc trong cơ thể, bạn dùng một bàn tay nắm từng ngón tay của bàn tay đối diện và giữ yên trong 1 đến 2 phút. Sau đó, bạn cảm nhận được sự rung nhẹ ở các đầu ngón tay. Massage ngón cái sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, buồn bã. Ngón trỏ giúp bạn giảm cảm giác sợ hãi. Ngón giữa giúp bạn kiểm soát được cơn giận dữ. Ngón đeo nhẫn sẽ giúp cho bạn chống lại cảm xúc buồn bã và giúp cho bạn quyết đoán hơn. Và cuối cùng, ngón út sẽ giúp cho bạn trấn an được bản thân, tăng sự tự tin và tập trung. Ngoài ra, để giúp cho tinh thần được xoa dịu, bạn sử dụng ngón cái của bàn tay đối diện, ấn một lực nhẹ vào lòng bàn tay và giữ yên trong một phút. Khi bạn gặp mệt mỏi hoặc stress, hãy tập thói quen này để cân bằng được cảm xúc và thiết lập được sự bình tĩnh mỗi ngày. Thứ hai là tụ tập ca hát. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì người Nhật hay tìm đến những tụ điểm ăn uống, ca hát, đặc biệt là các quán karaoke để xả stress. Việc này không chỉ để giúp cho họ lấy lại năng lượng sau một ngày làm việc, mà còn giúp họ có thể chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết và củng cố tinh thần đồng đội. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Y khoa, Đại học M và Đại học Osaka phát hiện ra rằng việc tụ họp ca hát, ăn uống với bạn bè sẽ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, khi ca hát, bạn có thể sử dụng hơi thở sâu, nên điều đó sẽ giúp được cải thiện hệ thần kinh. Thêm nữa, khi hát, bạn sẽ nhận được sự tán dương, reo hò, cổ vũ của đồng nghiệp sẽ giúp cho bạn tăng cảm giác hưng phấn, xóa tan căng thẳng. Hãy cố gắng làm việc thật tốt, nhưng đừng vui chơi hết mình. Và đặc biệt, khi đi chơi với đồng nghiệp, hãy cố gắng hòa nhập để tận hưởng niềm vui một cách tốt nhất. Thứ ba là hòa bình với thiên nhiên. Một phương pháp xả stress hiệu quả mà người Nhật áp dụng là thường hòa mình vào thiên nhiên. Quan niệm tôn kính thiên nhiên đã ăn sâu vào văn hóa của người Nhật. Ta có thể nhận thấy hầu như toàn thể Nhật Bản được bao phủ bởi cây xanh, ngay cả ở các thành phố lớn. Hòa với thiên nhiên sẽ cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe cho bạn. Khi bạn cảm thấy bức bối, mệt mỏi, hãy thử ngồi dưới một tán cây xanh và hít thở thật sâu, thì chắc chắn tâm trí, cảm xúc sẽ được thoải mái hơn. Thứ tư là tắm nước nóng. Hầu như người Nhật thường hay kết thúc ngày làm việc của mình bằng cách ngâm mình trong bồn nước nóng. Các nhà khoa học nhận định rằng việc tắm bồn nước khoáng sẽ giúp bạn chữa trị bệnh thấp khớp,
giữa tình trạng rối loạn da và đau dây thần kinh. Chính vì vậy, cơ thể và trạng thái của bạn cũng sẽ cân bằng và ổn định hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có câu hỏi gì, hãy comment bình luận dưới video. Và nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ cho nhiều người cũng biết. Đặc biệt, nếu chưa đăng ký kênh, hãy subscribe kênh và nhấn vào hình chuông để đón nhận nhiều video mới tiếp theo. Xin cảm ơn.